Hello, đã quay trở lại rồi đây. Trong các tập trước, chúng ta đã tìm hiểu về ngân hàng, về digital banking. Thì trong video clip này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một khái niệm gọi là FinTech. FinTech là cái gì? FinTech chúng ta được định nghĩa là các tổ chức, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính thông qua công nghệ. Finance Technology cung cấp dịch vụ tài chính thông qua công nghệ. Chúng ta sẽ có một khái niệm ngược lại đối với Fintech đó là Techfin là các tổ chức, các doanh nghiệp công nghệ mà cung cấp dịch vụ tài chính. Ở Việt Nam thì chúng ta hầu như là chúng ta sẽ không thấy Techfin. Chúng ta chỉ có Fintech thôi. Các bạn phân biệt rõ giữa Techfin, Fintech và các công ty viễn thông nha. Công ty viễn thông sẽ không được xếp vào các cái niệm liên quan tới là Techfin. Tại vì công ty viễn thông nó không phải là công ty về mặt công nghệ. Các bạn thấy là nó áp dụng công nghệ. Ờ à, ok, đúng. Nhưng mà nó không phải là công ty công nghệ. Công ty công nghệ chúng ta phải xếp ví dụ như là FPT. Chúng ta phải xếp ví dụ như là VNG. Còn các cái công ty như là Viettel thì thật sự nó không phải là công ty công nghệ. Rồi thứ hai nữa là các bạn thấy là Fintech. Ờ, thì các bạn thấy cái định nghĩa là tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính thông qua công nghệ. Cho nên các bạn thấy là tất cả các cái tuy nào mà cung cấp các dịch vụ tài chính thông qua con đường công nghệ thì có thể gọi là fintech. Bản thân ngân hàng bây giờ cũng có thể được gọi là fintech tại vì sao? Ngân hàng cung cấp các dịch vụ tài chính mà. Rồi ngân hàng cung cấp thông qua công nghệ, ví dụ như là mobile banking, ví dụ như là internet banking, ví dụ như là open API. Tất cả cái đó đều là công nghệ cả Thì chúng ta thấy là tất cả những thứ đó Sẽ giúp cho ngân hàng trở thành một fintech Tuy nhiên thì thường là người ta sẽ không gọi ngân hàng là fintech Tại vì ngân hàng nó là một cái tổ chức khá là đặc thù Các bạn cùng xem hệ sinh thái của fintech ở Việt Nam Được cập nhật vào tháng 3 năm 2021 Để coi coi có các cái loại hình fintech nào Đầu tiên các bạn thấy là insurtech Chúng ta có cung cấp dịch vụ bảo hiểm thông qua công nghệ này real estate fintech nè. tại vì bất động sản chúng ta cũng phải cần các cái dịch vụ về mặt tài chính ví dụ như là chúng ta có dịch vụ về mặt mua bán nhà nè rồi các dịch vụ vay tiền nè các dịch vụ các cái dịch vụ tài chính cung cấp cho cư dân bất động sản nè POS là các dịch vụ về mặt thanh toán, retail investing về mặt bán lẻ, credit scoring và analytics liên quan đến việc chấm điểm tín dụng cũng như là về việc phân tích cơ sở dữ liệu, accounting and finance kế toán tài chính digital identity về mặt nhận diện khách hàng về mặt passport uh, điện tử. Ví dụ các bạn thấy có Tradify, những cung cấp về mặt uh, ID passport liên quan lấy là giống như là nhận diện điện tử, nhận diện một cái giống như một cái ID trên thế giới số vậy đó. SME financing là cung cấp các dịch vụ tài chính cho các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Uh, digital banking Uh, consumer lending cho vay, crowdfunding để mặc quỹ đầu tư, comparison so sánh. Chúng ta có uh, so sánh giữa các cái dịch vụ ngân hàng với nhau nè. E-wallet phí điện tử nè, blockchain và cryptocurrency remittance tức là cung cấp dịch vụ chuyển tiền thông qua blockchain và tiền điện tử. Uh, BNPL, L nè, chúng ta có financial finance nè, đó các bạn thấy hầu như tất cả các lĩnh vực tài chính các công ty tài chính, các cái công việc liên quan tới tài chính nó đều được chuyển đổi lên công nghệ đúng không ạ? Và từ đó chúng ta sẽ có các công ty fintech. Các cái xu hướng liên quan tới các cung cấp các dịch vụ bảo mật trong quá trình chúng ta làm tài chính. Thứ hai là ngân hàng số, đây là một trong những cái mà chúng ta thấy là đang rất là mạnh hiện nay. Ứng dụng Big Data trong quá trình các bạn thấy chúng ta cần phải có những cái khâu liên quan tới Rediscoring, Scoring, nè, liên quan tới Analytics, liên quan tới Marketing Automation, nè, liên quan tới phân tích hành vi người dùng, nè công nghệ Blockchain và tiền điện tử, Blockchain and Cryptocurrency. Như hồi nãy các bạn có cái sơ đồ chúng ta có cung cấp dịch vụ chuyển tiền thông qua blockchain và cryptocurrency các phương thức thanh toán sáng tạo hiện nay thực sự mình thấy cũng khá là nhiều cái phương thức sáng tạo nó không còn dừng lại ở pos nó không còn dừng lại ở ví điện tử nữa mà chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều cái phương thức thanh toán ví dụ như là chúng ta có thanh toán thông qua face id thanh toán thông qua các cái công cụ các cái thiết bị trang thiết bị hiện đại hơn và ngoài ra thì cái việc ứng dụng AI và Machine Learning nó cũng rất là đa dạng trong cái môi trường hiện nay. Ví dụ như các bạn thấy là chúng ta có thể dễ dàng là chúng ta có thể nhận diện khuôn mặt. Chúng ta có thể thực hiện các cái công cụ về nghiên cứu về AI để mà dự đoán. Rồi có rất nhiều cái công cụ khác về mà, mà ứng dụng AI và Machine Learning để giúp cho chúng ta có thể là đa dạng hóa cũng như là tự động hóa. Cái quan trọng nhất là tự động hóa các cái trải nghiệm người dùng, tự động hóa các cái công việc và thay thế cái việc tham gia của con người vào cái, vào cái cuộc sống hiện nay. Giảm thiểu cái tham gia của con người vào các cái quy trình phức tạp, rườm rà hoặc là các, 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 các cái uh, vai trò về nguy hiểm hoặc là tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thì các bạn thấy là tại sao FinTech có cái sự phát triển mạnh mẽ hơn so với ngân hàng rất là nhiều. Cái vấn đề đầu tiên đó là thật sự fintech nó có một cái cơ cấu tổ chức rất là đơn giản. Fintech có thể đưa ra giải pháp, đưa ra sản phẩm rất là nhanh và có thể giải quyết nhanh approve nhanh dẫn tới là so với ngân hàng nó được uh, nó có rất là nhiều cái quy trình cần phải trình ký phê duyệt rất là mệt mỏi dẫn tới nó không thể nào theo kịp fintech nói về cái nguồn lực tài chính thực sự ngân hàng cao hơn fintech rất là nhiều tuy nhiên nói về cái quy trình xử lý thủ tục đó, nó làm cho fintech nó nhanh hơn tại vì fintech nó quyết nhanh thắng nhanh còn ngân hàng phải qua quá nhiều thứ về mặt khâu quản lý rủi ro cũng như là nó bị chi phối bởi rất nhiều cái yếu tố từ pháp luật và đặc biệt là ngân hàng nhà nước thì làm sao có thể phát triển nhanh được như là fintech cái thứ hai là fintech nó sẽ được đầu tư hơn và fintech người ta sẽ có từ các cái công ty nước ngoài từ các cái tổ chức ngoài người ta đầu tư cho các cái ý tưởng sáng tạo nhanh nó được đầu tư cho các ý tưởng sáng tạo hay tiếp cận công nghệ thì thực ra nó liên quan tới cái việc là cơ cấu tổ chức đơn giản dẫn tới nó dễ dàng tiếp cận với các công nghệ mới cũng như là nó được thoải mái về mặt nghiên cứu công nghệ hơn từ đó cái việc sáng tạo công nghệ nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều và cuối cùng là người dùng làm trọng tâm ở à, thực sự đối với ngân hàng thực sự đôi khi là ngân hàng làm trọng tâm rất là nhiều và cái một cái mindset rất là khó chịu hiện nay đó là đó là lý do tại sao ra đời cái open banking ấy, như là mình bữa trước đã nói cho các bạn đó là data is owned by bank nhưng mà đối với fintech thì thật sự khách hàng là người dùng, khách hàng là người sở hữu thì làm tại sao khách hàng lại không phải khách hàng là đầu mối, khách hàng là những người, người nên được hưởng những lợi ích, khách hàng là những người nên được hưởng những những cái sự sáng tạo về mặt sản phẩm dịch vụ để mà tạo cho cái tiện ích cuộc sống. Tại sao khách hàng là phải đi phục vụ ngân hàng, phục vụ cái nhu cầu của ngân hàng? À, cho nên là các bạn thấy đây là những cái lý do tại sao mà các bạn thấy fintech hiện nay phát triển rất là mạnh mẽ và nó có rất là nhiều yếu tố về mặt đầu tư. Các bạn thấy càng ngày càng ngày và ngân hàng cũng phải là dựa dẫm vào fintech để mà chúng ta có thể phát triển hơn. Tuy nhiên thì về mặt cốt lõi thì fintech cũng phải dựa dẫm vào ngân hàng rất là nhiều tại vì sao họ cũng phải có vốn nè, họ các cái cái về mặt xử lý, về mặt xử lý thanh toán, về mặt xử lý công việc vân vân tất cả đều phải thông qua ngân hàng thì từ đấy các bạn thấy là mối quan hệ của ngân hàng là một sự cạnh tranh hay là một sự kết hợp à, theo quan điểm của mình thì ngân hàng đối với fintech là một sự collaboration tức là một sự hợp tác một sự cộng sinh ngày xưa lúc mà khái niệm fintech mới ra đời thì thật sự các bạn thấy là đôi khi người ta sẽ đánh giá là fintech là một cái đối thủ cạnh tranh rất là mạnh mẽ đối với ngân hàng à, tuy nhiên hiện nay thực ra fintech đối với ngân hàng có một mối quan hệ cộng sinh rất là mạnh mẽ À, cũng như ngân hàng cũng đầu tư cho fintech rất là nhiều à, dẫn tới là thực sự đây là một cái mối quan hệ cộng sinh rất là mạnh mẽ và fintech hiện nay cũng đang co, có rất là nhiều cái tiềm năng để mà chúng ta có thể phát triển thêm những cái hướng ví dụ ngân hàng số mà ngân hàng dạng ngân hàng đúng, số đúng nghĩa mà mình nói là ngân hàng số mà chúng ta không chi nhánh chúng ta có thể hạn chế tối đa cái việc tham gia của con người Và chúng ta sẽ có robotics à, những cái nghiệp vụ những cái quy trình mang tính à, tự động hóa hơn à, ngoài ra cái, cái, cái ứng dụng phát triển hơn thì hiện nay chúng ta có một số cái xu hướng này. À, ví dụ như là Mobile Money, các bạn thấy là mỗi tài khoản điện thoại của các bạn đều có một cái tài khoản nghe gọi, tài khoản nhà mạng đúng không ạ? À? Thì chúng ta có thể tận dụng những cái này làm cái Mobile Money. Tại vì sao? À, cái hoạt động của Mobile Money, chúng ta thấy là đối với điện thoại, à, chúng ta có thể sử dụng như là ví điện tử này nọ nhưng... Ờ, trong trường hợp mà các bạn không sử dụng uh, ngân hàng thì sao mobile money đó nó giúp cho chúng ta có thể tiếp cận tới các cái vùng sâu vùng xa tới các cái vùng uh, nông thôn hải đảo vân vân mà nơi mà thực sự cái việc mà ứng dụng internet ứng dụng thanh toán không tiền mặt không phải là một cái sự không phải là một cái gì đó thông dụng ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng đa dạng điện thoại với à, bạn hay nghe giống như là chúng ta có điện thoại cục gạch thì điện thoại cục gạch làm sao mà chúng ta có thể sử dụng với điện tử được nhưng đối với điện thoại cục gạch chúng ta hoàn toàn có các cái tài khoản đúng không ạ chúng ta hoàn toàn có các cái tài khoản liên quan tới nghe gọi rất là dễ dàng cho chúng ta có thể thực hiện được cái việc thanh toán không dùng tiền mặt thì các bạn thấy bây giờ bắt đầu nhà mạng cũng tham gia vào cái network của fintech cung cấp dịch vụ tài chính thông qua công nghệ mà rồi thì các bạn thấy là thực sự bây giờ để trở thành một fintech nó cũng không phải là khó chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp các dịch vụ tài chính thì tự nhiên chúng ta cũng trở thành một fintech miễn là chúng ta cung cấp các dịch vụ tài chính qua thông qua công nghệ. Nói tới fintech thì các bạn thấy là nó đòi hỏi một cái quá trình chuyển đổi số nữa. Các bạn nhìn thấy không ạ? Nó bóc nó giống như là nó bóc những cái mảng khác nhau của ngân hàng, của bảo hiểm ra để mà nó phát triển. Và những cái mảng mà nó bóc ra đó thì nó ứng dụng công nghệ vào để mà cho cái công việc nó dễ dàng hơn, đưa ra những cái tiện ích một cách thuận tiện hơn cho khách hàng. Thì đó là cái nguyên lý cốt lõi của fintech. Nhưng mà các bạn thấy để mà trở thành một fintech ok hơn thì chúng ta luôn phải có một cái quá trình chuyển đổi số rất là chặt chẽ. Thì trong một video clip tiếp theo mình sẽ trình bày cho các bạn về vấn đề chuyển đổi số. kỳ vọng video clip này sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu rõ hơn về fintech. Thay lúa chào các bạn, chúc các bạn thành công.